Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình đã tiếp tục giới thiệu cho các bạn một lô đất để tham khảo nhé. Lô này thì có cái địa chỉ tại xã Chư Bưng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Tổng diện tích của mảnh đất này là 9 sào các bạn nhé, 9 sào 2. Tổng diện tích của mảnh đất này là 9 sào 2. Và bám mặt tiền đường tỉnh lộ 438 rơi vào khoảng 34 mét nhé, bám mặt tiền tỉnh lộ 438 và đi sâu vào khoảng độ hơn 200 mét, và ra phía sau thì vẫn có một cái mặt đường phía sau nữa các bạn nhé. Và trên đất của chúng ta thì có một căn nhà có điện 3 pha tưới giếng các bạn nhé. Ở đây thì chủ nhà tưới giếng. Đây mình quay cho các bạn tham khảo một cái nô nô đất này. Trước tiên là mình quay ở cái phần cà tơ này trước nhé, rồi một chút nữa lên trên kia mình sẽ quay cái phần cà già ở trên. Đây như cả hiện trạng này ấy, là chủ nhà đã trồng được khoảng 70 cây. 70 cây cà phê như thế này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn theo một cái hàng này. Đấy chủ nhà trồng là cái khoảng cách thì mình nghĩ nó rơi khoảng 2m8. Đấy mà cà bây giờ bước vào bắt đầu kinh doanh năm thứ nhất mà cái tán cành nó đã giáp nhau rồi các bạn nhé. Nhìn cái chỗ kia kìa là đã giáp tàn rồi. Cây rất là to luôn. Và chủ nhà làm theo hình thức là cà thả đọt các bạn nhé. Bây giờ và đây là giống mới, giống TR4, cà rất là sai trái, đều cây, 10 cây như 10. À, phải nói là chủ nhà chăm sóc cái vườn này cực kỳ ok các bạn nhé. Cây nào cây đấy nó đều như nhau luôn. À, và đất chúng ta đất đỏ 3 gian nhé, điện nước đầy đủ. Chúng ta về tới trung tâm huyện rơi vào khoảng khoảng 14 đến 15 km nhé. Đấy, 14 đến 15 km là chúng ta về tới trung tâm huyện. Và chúng ta về tới trung tâm xã thì rơi khoảng 5 km này, cà này. Cành nào cành đó nó dài. Nó dài cả sải các bạn nhé, quả này. À, trên vườn này diện tích là 9 sào 2 các bạn nhé, nhưng mà cà phê á thì được khoảng 500 cây. Thì trong khi đó là có khoảng 70 cây cà phê dạng như thế này. Đây, trong đây mình đi vào thì nó hơi ấy này. Nó tốt với hai là bây giờ cũng đang mưa nên nó ướt. Mình sẽ quay ở cái phần này và mình phải phóng ra cho các bạn xem. Đây, 70 cây nhưng mà nó rất đều các bạn nhé. Còn trên kia là tầm độ khoảng là 400 cái dạng cà phê trồng từ những năm 2000 các bạn nhé. Trồng từ những năm 2000. Đấy. Và 3 sào dâu nhé, diện tích là 9 sào 2 nhưng mà có 6 sào cà và 3 sào cà 3 sào dâu, còn lại là trên nhà thì chủ nhà để làm sân phơi này và làm nhà đó. Và trên đây là một số cà thì đã trồng từ những năm 2000 các bạn nhé, đến bây giờ thì cũng già rồi nhưng mà hiện tại thì cũng có cây thì vẫn có quả nhé. Đây những cây trong kia thì cũng ok. Đất chúng ta thì là thoải nhẹ các bạn nhé, thoải nhẹ thôi, đất đẹp vuông vức, có nhà rộng, điện một pha, điện một pha các bạn nhé, điện một pha và bám mặt tiền tỉnh lộ 438 là 34 mét nhé, gần khu dân cư. Đất đây thì nhà nước đã quy hoạch đến khu dân cư rồi nhé, nhưng mà chủ nhà vẫn chưa đăng ký thổ cư. Nếu mà chúng ta mua đất đây thì chúng ta sẽ đăng ký lên đất thổ cư các bạn nhé. Ở đây thì cũng có một số này cà chủ nhà trồng mùa mưa năm ngoái này. Ở đây mà đăng ký thổ cư thì dao động vào khoảng 150 triệu một mét các bạn nhé. Đấy. Mình cũng xin công bố giá cho các bạn biết nhé. Lô này là có tổng diện tích là 9 sào 2. Cà phê là 500 cây thì có 7... có khoảng 100 cây cà phê tơ như vừa nãy mình quay nhé. Còn lại là cà phê già. Và ngoài ra thì có một số tiêu nữa nhé. Một số tiêu nữa, cây tiêu á. Thì chủ nhà chia sẻ là một năm thì cũng thu được khoảng một tạ. Một tạ tiêu và sầu riêng này thì được khoảng mấy cây thì các bạn nhé. Nhưng mà chủ yếu vẫn là cà phê và dâu. Thì chủ nhà đưa ra giá là tính là 200 triệu nhé. 200 triệu một sào. 200 triệu một sào nhân cho 9 sào 2 thì chủ nhà
sẽ bớt chúng ta một chút lọc thôi các bạn nhé. Đây là chủ nhà đưa ra một cái giá thiện chí để bán các bạn nhé. Tại vì chủ nhà cũng muốn chuyển đổi về quê nên chủ nhà cũng đưa ra một cái giá hợp lý là 200 triệu một sào. Thì có cà phê này, có tiêu này, có dâu này, đấy, có mặt đường, có nhà, có điện, có nhà rẫy. Đây, nhà rẫy đây. Nhà rẫy. Có sân phơi. Úi giời ơi, dữ thế. Đây. Có sân phơi các bạn nhé. Nhà đây. Mình xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa nhé, lô đất của chúng ta thì có cái địa chỉ tại xã Chư Bâng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích là 9 sào 2. Mặt tiền này, mặt tiền tỉnh lộ 438 này là được 34 mét các bạn nhé, 34 mét. Và nằm trong khu dân cư. Đây, các bạn nhìn nào, khu dân cư này. Đấy, khu dân cư. Đây, bên kia cũng nhà đấy, có nhà Thái này. Dân cư đông đúc nhé. Đấy thì chủ nhà thiện chí bán đưa ra một cái giá cực kỳ hợp lý là chỉ có 200 triệu một sào nhé các bạn nhé, 200 triệu một sào. Đấy, có cái nhà rẫy. 200 triệu một sào. Chủ nhà bớt cho chúng ta một chút lọc. Và chủ nhà còn nói nếu mà chúng ta mua lô này thì chủ nhà sẽ đưa chúng ta ra đến công chứng nhé, công chứng các bạn nhé. Còn phần phía sau thì là người mua chịu nha các bạn nhé. Nếu các bạn có quan tâm tới lô này thì hãy gọi cho mình, ngay cho mình vào số 0946 980 644 nhé.